Bài 10. 5 bí kíp quản lý tài chính sẽ thay đổi cuộc sống của bạn. Nếu bạn không biết quản lý tốt những thứ bạn đang có, hiển nhiên cuộc sống của bạn sẽ dần trở nên vô giá trị. Vấn đề không ít người gặp phải là cách quản lý tài chính cá nhân không hiệu quả, dẫn đến những áp lực về tiền. Phần lớn mọi người loay hoay trong việc chi tiêu, kiểm soát và gia tăng tài sản, nhưng lại không biết nên làm thế nào hay bắt đầu từ đâu, hoặc là đã thử nhiều cách nhưng không hề hiệu quả. Đã đến lúc bạn cần nghiêm túc xem lại cách quản lý tài chính của mình, áp dụng triệt để 5 bí kíp quản lý tài chính sau đây được chia sẻ từ các chuyên gia hàng đầu sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống một cách đáng kể. 1. Kiểm soát tâm lý trong chi tiêu. Có những người nghiện mua sắm tới mức có thể mua bất cứ khi nào mình thích, từ quần áo, đồ công nghệ, trò chơi trực tuyến. Điều đặc biệt ở đây là họ không hề khá giả, số tiền họ kiếm được thậm chí không đủ cho những sở thích xa xỉ này. Chưa có cách nào để loại bỏ được hoàn toàn yếu tố tâm lý trong việc quản lý tiền bạc, và cũng không cần thiết phải loại bỏ chúng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể làm chủ bản thân tốt hơn bằng các biện pháp dưới đây. Hạn chế tiếp xúc với quảng cáo. Càng ít thấy quảng cáo, bạn càng ít mua những thứ không cần thiết với mình hơn. Tránh xa những cám dỗ từ sở thích. Ví dụ, nếu bạn là một con nghiện mua sắm, hãy tránh xa các trung tâm mua sắm, xóa tất cả các trang thương mại điện tử, cửa hàng online. Tự động hóa. Nếu bạn không thể kiềm chế bản thân, hãy để máy móc và hệ thống tự động giúp bạn. Những ứng dụng như FinHay chính là cánh tay đắc lực giúp bạn hình thành thói quen tiền bạc tốt một cách dễ dàng hơn với đầu tư, tích lũy, tiêu dùng ngay trong cùng một ứng dụng. Khi mua sắm qua FinHay, bạn sẽ được hoàn một phần tiền nhất định. Tiền hoàn sẽ được tự động tái đầu tư sinh lợi nhuận. Tự đấu tranh tâm lý. Đánh giá kỹ tầm quan trọng và cần thiết của món đồ mà bạn muốn mua. 2. Chi tiêu ít hơn để không rơi vào nợ nần. Để thoát nợ và tạo ra của cải, bạn phải chi tiêu ít hơn số tiền mà bạn kiếm được. Nghe thì có vẻ đơn giản và hấp dẫn, nhưng không phải ai cũng làm được đâu. Về cơ bản, sự giàu có luôn bằng thu nhập trừ đi chi tiêu. Để có một sức khỏe tài chính tốt, bạn cần tiêu ít hơn, đồng thời kiếm nhiều hơn. Tiêu ít hơn. Dựa trên thu nhập hiện tại, bạn cần phân bổ tiền cho các khoản chi tiêu. Lưu ý, cần lên kế hoạch quản lý chi tiêu chi tiết với các đầu việc cần sử dụng đến tiền. Không nên tính hoặc ước lượng chung thì sẽ không chính xác và làm giảm quyết tâm của bạn. Tính toán khoản chi tiêu thiết yếu. Tính toán khoản chi tiêu thiết yếu dựa trên tình trạng thực tế hiện tại và bạn có thể cắt giảm những khoản chi tiêu không cần thiết. Kiếm nhiều hơn. Dưới đây là một số gợi ý để bạn có thể gia tăng thu nhập. Sử dụng những kỹ năng sẵn có của bạn để kiếm thêm việc làm. Làm thêm giờ hoặc tìm việc part-time trong thời gian trống. Đổi công việc khác với mức lương cao hơn. Tự bắt đầu kinh doanh nhỏ. Bán những đồ mà bạn không còn sử dụng. Bắt đầu đầu tư, tích lũy, sinh lời với FinHay. Nhớ rằng, mục tiêu cuối cùng là chúng ta quản lý tài chính cá nhân hiệu quả nhất. Tránh tiêu thừa, cũng không để tiêu thiếu và tìm cách kiếm thêm được nhiều hơn. 3. Bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt. Nhiều khi khoản nợ quá lớn hoặc mục tiêu tiết kiệm của bạn quá cao đến mức bạn không thể tin vào việc mình có thể đạt được chúng, trừ khi trúng số. Với một mục tiêu lớn là mua nhà hoặc mua xe, bạn sẽ có động lực để tiết kiệm cho mục tiêu lớn đó. Nhưng khoảng thời gian sẽ rất dài và giao dịch lớn rất ít khi xảy ra. Thay vào đó, với việc tiết kiệm từ những khoản chi tiêu nhỏ lẻ, bạn hoàn toàn có thể tận dụng các phiếu giảm giá, các chương trình khuyến mãi, so sánh giá cả giữa các cửa hàng để tiết kiệm thêm chi phí bỏ ra, hoặc lựa chọn nơi gửi tiết kiệm hay tập tành đầu tư với các tiêu chí an toàn, lãi cao, có thể bắt đầu từ số vốn nhỏ để tích tiểu thành đại. Trong đó, FinHay là một ví dụ điển hình với số tiền bắt đầu chỉ từ 50.000 đồng cho mục đầu tư hoặc tích lũy. 4. Chọn điều phù hợp với bản thân. Không có gì gọi là nguyên tắc đúng với 100% tất cả mọi người cả. Vì vậy, sai lầm lớn nhất trong quản lý tài chính đó chính là áp đặt nguyên tắc không phù hợp lên chính bản thân, để rồi lại trách làm đúng theo phương pháp mà mãi vẫn không thấy kết quả. Chính vì vậy, bạn nên nhớ, để thành công trong vấn đề tài chính, đôi lúc bạn phải bỏ qua những lý thuyết thông thường, đừng quá tin tưởng vào những lời khuyên tự do tài chính, cũng như cần biết điều chỉnh phương pháp sao cho phù hợp với bản thân mình. 5. Bắt đầu tiết kiệm, đầu tư. Không quan trọng là bạn có bao nhiêu tiền trong túi, mà điều quan trọng là bạn giữ lại được bao nhiêu tiền và làm cho số tiền đó sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Sau khi nhận lương,
hãy lập tức dành ngay một phần thu nhập để vào quỹ tiết kiệm cho tương lai hoặc đầu tư sinh lợi nhuận. Phần còn lại sau đó sẽ để chi tiêu cho cuộc sống hiện tại của bạn. Nếu giữ được thói quen này, bạn sẽ bất ngờ với số tiền mình có sau một khoảng thời gian đó. Tuy nhiên, nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Số tiền bạn tiết kiệm, đầu tư có thể sẽ nhanh chóng được bạn sử dụng vào việc chi tiêu, mua sắm cho bản thân. Bạn thậm chí còn không nhớ đến việc mình đã để dành khoản này cho việc tiết kiệm. Lời khuyên ở đây là bạn có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ bạn duy trì thói quen như ứng dụng FinHay. Hơn nữa, trợ thủ này sẽ giúp cho việc tiết kiệm, đầu tư của bạn vui vẻ hơn và hiệu quả hơn rất nhiều đó. Nhớ đón xem các tập tiếp theo trong chuỗi bài học Lộ trình xây dựng kiến thức tài chính vào 20 giờ thứ 2 và thứ 6 hàng tuần bạn nhé! Nhấn đăng ký kênh và bật nhận thông báo để kịp thời đón xem những video mới nhất từ FinHay bạn nhé!